Sớm nhất trong ngày 18 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu về đề xuất yêu cầu Israel và Hamas cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận dải Gaza thông qua đường bộ, đường biển và đường hàng không, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát phân bổ hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc. Trong thời gian ngừng bắn kéo dài 7 ngày vào cuối tháng 11 vừa qua, dù hàng cứu trợ và nhiên liệu đã được đưa tới Gaza, song với số lượng hạn chế, hàng cứu trợ thông qua cửa khẩu duy nhất Rafah của Ai Cập chỉ như muối bỏ bể. Trước tình hình nhân đạo xấu đi nhanh chóng, dự thảo nghị quyết lần này được thiết kế nhằm mục đích thiết lập sự giám sát của Liên Hợp Quốc tại Gaza đối với hàng viện trợ được vận chuyển qua đường bộ, đường biển hoặc viện trợ bởi các quốc gia không tham gia xung đột. Ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Israel nhằm tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ cuộc xung đột đang ngày càng leo thang giữa Israel và Hamas. Theo một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong chuyến đi lần này, ông Lloyd Austin dự kiến sẽ có cuộc gặp với giới chức cấp cao Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Giới chức hai bên sẽ thảo luận về kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng leo thang xung đột Israel-Hamas. Hồi tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có chuyến thăm Israel. Khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự. Ngày 18 tháng 12, các đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành điện đàm ba bên sau khi Triều Tiên phóng vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào sáng cùng ngày. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gun, đã có cuộc điện đàm với Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Jung Park phụ trách vấn đề Triều Tiên và Vụ trưởng Vụ Châu Á và Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hiroyuki Namazu. Trong cuộc điện đàm, các bên đã bày tỏ phản đối với các vụ phóng tên lửa mà Triều Tiên tiến hành gần đây. Các quan chức cũng nhất trí tăng cường hợp tác ba bên để bảo đảm ổn định và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tên lửa tầm xa được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng vào lúc 8 giờ 24 phút sáng 18 tháng 12 theo giờ địa phương, bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát và bảo đảm an toàn trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2024. Dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng tại một số nước, nhưng tại Indonesia, sự lây lan vẫn trong tầm kiểm soát. Các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sẽ đưa ra những khuyến nghị khi có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, để bảo đảm sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh, người dân cần thực hiện biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giữ vệ sinh, cũng như hạn chế tụ tập đông người. Một chiếc ô tô đã lao vào một chiếc SUV trong đoàn xe của Tổng thống Mỹ Joe Biden gần trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở Wilmington, Delaware vào tối ngày 17 tháng 12 theo giờ Mỹ. Chiếc ô tô loại sedan lao vào một chiếc xe của cơ quan mật vụ Mỹ được sử dụng để đóng các giao lộ khi Tổng thống Joe Biden đang đi bộ từ văn phòng tranh cử đến chiếc xe bọc thép đang chờ. Chiếc sedan sau đó vẫn cố gắng đi tiếp và đã bị nhân viên mật vụ sử dụng vũ khí bao vây. Theo báo cáo của Nhà Trắng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống và đệ nhất phu nhân vừa dùng bữa xong với các thành viên trong nhóm tái tranh cử của ông. Tổng thống Mỹ được đưa vào chiếc xe đang đợi sẵn, bà Jill Biden ở trên xe từ trước đó. Sau đó, chiếc xe đưa hai người trở về nhà. Cả Tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân đều không bị ảnh hưởng gì. Giới đầu tư dầu mỏ chuẩn bị bước vào một năm 2024 với lo ngại về tình trạng dư cung, kinh tế thế giới giảm tốc và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có thể gây ra biến động về giá. Các chuyên gia năng lượng nhận định là thị trường dầu thế giới trong năm tới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc tuân thủ cắt giảm sản lượng của nhóm OPEC cộng, đặc biệt là Nga, Iran và Venezuela. Giá dầu Brent dự kiến đạt trung bình khoảng $80 một thùng trong năm nay, sau khi từng ghi nhận mức cao kỷ lục lên hơn $100 một thùng vào năm ngoái do nguồn cung từ Nga bị gián đoạn. Khoảng 30 nhà kinh tế và các chuyên gia được hãng tin Reuters khảo sát đã dự đoán giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình $84.43 một thùng vào năm 2024. Dự đoán được đưa ra bất chấp dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng trưởng khả quan từ mức 1 triệu thùng một ngày của cơ quan năng lượng quốc tế đến 2,25 triệu thùng một ngày của OPEC. Do vậy, việc tuân thủ cắt giảm sản lượng của OPEC cộng được các nhà phân tích chỉ ra là yếu tố cơ bản đầu tiên sẽ chi phối thị trường vàng đen của thế giới trong năm 2024. Quý đầu tiên của năm 2024 sẽ rất quan trọng vì chúng tôi có thể đánh giá việc tuân thủ cắt giảm nguồn cung tự nguyện của OPEC cộng. Dựa trên dự báo nhu cầu hiện nay, Liên minh OPEC cộng sẽ không cần gia hạn quyết định cắt giảm tự nguyện trong quý 1 năm 2024.
Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng nhận định nguồn cung từ Nga, Iran và Venezuela sẽ tác động đến thị trường dầu thế giới năm 2024, đặc biệt khi dòng chảy nhiên liệu của Venezuela đã trở lại thị trường thế giới sau khi Mỹ đình chỉ lệnh cấm vận dầu mỏ đối với thành viên OPEC này trong 6 tháng cho đến tháng 4 năm 2024. Quyết định đình chỉ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela có thể sẽ kéo dài thêm 6 tháng nữa nếu chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro tuân thủ lộ trình bầu cử Tổng thống năm 2024 đã được thống nhất với phe đối lập. Cuộc bầu cử Tổng thống vào cuối năm 2024 ở cả hai nước sẽ quyết định số phận của các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt với Caracas cũng như hoạt động sản xuất dầu mỏ của Venezuela. Theo ước tính của JP Morgan, nếu được Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với công ty dầu khí quốc gia Venezuela, nước này có thể tăng sản lượng dầu từ 760.000 thùng một ngày trong năm 2023 lên 880.000 thùng một ngày vào năm 2024 và 963.000 thùng một ngày vào năm 2025. Bên cạnh đó, giới phân tích kỳ vọng dòng dầu mỏ của Nga và Iran sẽ tiếp tục được bơm mạnh ra thị trường toàn cầu bất chấp các lệnh trừng phạt. Điều này được dự báo sẽ giúp giá dầu giảm trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Một yếu tố nữa cần phải kể đến đó là việc số lượng lớn các nhà máy lọc dầu mới dự kiến được đưa vào hoạt động năm 2024. Theo đó, vấn đề hạn chế nguồn cung các sản phẩm thu được từ việc lọc dầu, đặc biệt là sản phẩm diesel, sẽ được cải thiện nhờ công suất hơn 1 triệu thùng một ngày của các nhà máy lọc dầu mới được đưa vào sử dụng tại Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Trung Đông và Nigeria trong năm 2024. Những dự án này được dự báo sẽ là một yếu tố tác động không nhỏ tới sản lượng và chi phối giá cả của thị trường vàng đen trong năm sau.